đổ vỡ hôn nhân với Trương Ngọc Ánh, diễn viên Trần Bảo Sơn chính thức công khai khoe con gái cưng với vợ thứ hai. Trần Bảo Sơn và Trương Ngọc Ánh từng là cặp đôi diễn viên nhà sản xuất phim Đẹp đôi của showbiz Việt. Sau 9 năm về chung một nhà, cặp đôi quyết định ly hôn vào năm 2014 vì không tìm được tiếng nói chung. Thời điểm quyết định công khai với truyền thông, cả hai chia sẻ chính những hoài bão riêng trong nghề nghiệp và cuộc sống đã đẩy họ xa nhau. Không giống nhiều cặp đôi đấu tố nhau khi đường ai nấy đi. Cách chia tay của Trần Bảo Sơn và Trương Ngọc Ánh rất văn minh, họ đồng thuận trong việc chăm sóc con gái Bảo Tiên và luôn chia sẻ tích cực về đối phương khi được hỏi. Mới đây trên trang chuyên bàn về chuyện showbiz đã bất ngờ tiết lộ hình ảnh con gái đầu lòng của nam diễn viên với vợ mới. Đây là thông tin hiếm hoi tiết lộ đến người hâm mộ, chuyện Trần Bảo Sơn đã đón nhóc tỳ đáng yêu với bà xã thứ hai. Được biết con gái nam diễn viên có tên Trần Bảo Khanh, người hâm mộ đoán cục vàng của nam diễn viên được vài tháng tuổi. Nhóc tỳ sở hữu đôi mắt to tròn, làn da trắng và mụn mỉm, trông rất đáng yêu. Hiện tại người hâm mộ đang rất nóng lòng, chờ đợi Trần Bảo Sơn công khai vợ mới với người hâm mộ. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi. Nếu quý vị thấy hay thì hãy like và share cho mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.